trừ bên đấy chiết khấu thấp như thế mà em vẫn tiếp tục kinh doanh. Nhưng em nói thẳng, em bảo em không quan tâm là cái thu nhập của em được bao nhiêu, mà em quan tâm là em trao được giá trị đấy cho người khác như thế nào. Chứ còn bây giờ bảo nếu như mà cái sản phẩm bên của cái bạn đấy là cái bạn đồng niên cùng em bằng tuổi, thì em cũng kiểu biết sau quen biết thì em gọi bằng anh. Em bảo là kể cả là cái sản phẩm bên anh có chiết khấu đến 60-70% đi chăng nữa, nhưng em không yêu, em không lan tỏa, em không làm. Nói thật em vẫn kể chuyện với Hương, mà hình như có một lần em kể chuyện với sếp là như vậy, là em rất yêu.